Trước giờ tôi chưa hề không thấy ai là không phải. Chính là bạn, chính là họ, không ai không phải, người người đều phải. Chỉ giáo hiện nay bạn chưa chịu bốn xả, bốn xả liền chứng được. Cho nên so với việc đi học, lấy được học vị trong trường học còn dễ dàng hơn. Việc thành Phật thật sự dễ, quả thật không khó. Vấn đề ở chỗ chúng ta không chịu buông xuống. Như vậy sai rồi. Không chịu buông xả tức là cam tâm làm phàm phu nơi sáu nẻo. Chẳng quá chỉ là sự việc như vậy mà thôi. Không cam tâm làm phàm phu cõi lục đạo, tôi muốn thành Phật, buông xả liền thành Phật. Lão Hòa Thượng Hải Hiền, ở chùa Phật Lai, cái gì Ngài cũng đều buông xả, nên Ngài thành Phật rồi. Bạn xem, cách Ngài nhìn mọi người, cách Ngài nhìn mọi việc đều luôn hoan hỷ, chẳng có phân biệt, cũng không chấp trước. Trước giờ chưa hề nói bất kỳ người nào là người tốt hay người xấu, Ngài không có phân biệt. Tức là nhìn thấy ai cũng đều là người tốt, thấy chuyện nào cũng là chuyện tốt. Vì sao vậy? Vì Ngài đã không còn phân biệt với chấp trước. Trong tâm của Ngài có cái gì? Chỉ có một Đức Phật A-di-đà. Ngoại trừ A-di-đà Phật ra, cái gì cũng không có. Người như vậy gọi là người niệm Phật chân chính. Nếu Phật gặp được một người như vậy, người có căn cơ như thế, Phật sẽ dạy họ một câu Nam Mô A Di Đà Phật, cứ một mực mà niệm tịnh độ tàu, như vậy là trọn vẹn rồi. Cần gì phải thuyết nhiều kinh luận, nói nhiều lời vô nghĩa đến thế? Không cần thiết. Người như vậy gọi là gì? Là bậc thượng thượng căn. Còn cần đến quá nhiều kinh điển, quá nhiều chú giải, những chuyện thừa thải như vậy là dành cho những người nào? Là nói cho người hạ hạ căn. Nếu bạn không nói rõ ràng, họ sẽ không hiểu, không thể tin tưởng, đồng nghĩa họ không thể phát nguyện. Giảng giải một cách rành mạch tường tận, họ nghe hiểu rồi, tin tưởng rồi, họ mới phát nguyện cầu sanh. Mục đích Thế Tôn xuất hiện tại thế gian, giảng kinh dạy học liền đạt được. Nếu người có căn tánh như vậy, họ nghe giảng kinh cả một đời, thậm chí còn giảng được giảng rất rõ ràng, hợp lý, chẳng kém gì bạn. Nếu họ không có lòng tin, vẫn còn tham luyến thế gian này, chưa buông xả tài sắc danh lợi, vậy coi như A Di Đà Phật giảng uổng công rồi. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng uổng công rồi. Thực tế tuyệt không có chuyện uổng phí. Trong A Lại Giải Thức của họ đã được trồng xuống chủng tử Phật Pháp, nhưng đời này của họ không thể chín mùi. Đời này sau khi chết đi vẫn phải trở về sáu nẻo luân hồi. Chân thật nghe hiểu, có thể tin, có thể nguyện, có thể niệm Phật cầu sanh, như thế mới không uổng công. Nói người như vậy thấy đều gọi là người đương cơ. Như thế Phật liền nói với bạn, vì đời này của bạn sẽ thành tựu. Phật nói ra bất kể bạn có thích nghe hay không, chẳng luận bạn có tin hay không, Phật cũng nói từ bi yêu thương đến cực độ. Đời này của bạn không có thiện căn, Ngài giúp bạn trồng thiện căn. Nếu bạn có thiện căn, Phật sẽ giúp bạn tăng trưởng thiện căn đó. Người có thiện căn tăng trưởng, Phật sẽ giúp cho thiện căn của bạn được chín mùi. Người có thiện căn chín mùi, một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, kiểu người giống như Ngài Hải Hiền,
Một đời là có thể thành tựu viên mãn. Pháp Sư Ấn Chí, chùa Phật Lai, mong tôi trong lúc giảng kinh hãy tuyên bố với mọi người một chuyện. Thứ nhất, chùa Phật Lai vì để kế thừa một cách triệt để gia phong của Hải Hiền Lão Hòa Thượng, sau này không ai được ngủ lại chùa, tức là cái miếu nhỏ này không đón tiếp người xuất gia, hoặc người tại gia không đón tiếp người đến nơi đó ngủ lại một đêm hay hai đêm. Về điểm này, hy vọng đồng học chúng ta nhớ kỹ, đến nơi đó thăm viếng có thể được, đừng nên làm phiền họ. Thứ hai, nếu có đến chùa để chiêm ngưỡng thánh tích, xem thử tháp của Lão Hòa Thượng, hay xem nhục thân của Pháp Sư Hải Khánh, tự viện hoan hỷ, nhưng họ sẽ không tiếp nhận cúng dường tiền bạc. Cái miếu nhỏ này sẽ tự duy trì truyền thống của mình, tự mình trồng trọt, duy trì nguồn lương thực của họ. Đây là truyền thống được hùng đốt bởi sự lao động. Suốt 92 năm của Lão Hòa Thượng Hải Hiền, hy vọng gia phong này được gìn giữ. Điều này rất khó được. Chân thật là nông tịnh song tu. Thứ ba, nếu có phát tâm in đĩa hoặc giả là ấn tặng kinh sách, thầy ấy nói hãy tự mình làm lấy là được, đừng gửi tiền đến chùa, đừng quấy rầy đến người xuất gia của chùa Phật Lai. Cái miếu nhỏ này người xuất gia không nhiều, hãy để họ một lòng niệm Phật, không có chuyện gì khiến họ phải bận lòng. Việc thứ ba, thuận tiện ở đây muốn tuyên bố với các vị, chúng ta có lòng tốt muốn giúp đỡ họ. Đạo phong của chùa Phật Lai chính là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Những chuyện khác không cần phải tranh luận, người khác tranh luận là chuyện của họ. Hiện nay là thời dân chủ tự do mở cửa, tự do ngôn luận, tự do xuất bản, chúng ta không có quyền can thiệp. Họ tranh ta không tranh, họ phê bình ta không phê bình. Chúng ta thấy người thì cung kính tán thán. Nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng, ca ngợi lẫn nhau, Phật Pháp liền hưng vượng. Tuyệt đối không tham gia vào các cuộc tranh luận. Hy vọng đồng học chúng ta bắt đầu làm từ chính mình. Ta không cần cầu đến người khác, bản thân mình nên làm như vậy, như thế mới đúng. Trong tâm nghĩ cái gì thì liền thấy tất cả. Nhân duyên quả báo vô lượng kiếp nay, bất kể là của chính mình hay là Bồ Tát, đều biết một cách triệt để, tinh tường vì sao thành Phật thành Bồ Tát, vì sao bị đổ vào tám ác đạo, vừa nhìn là biết ngay. Do đó hôm nay chúng tôi xin nói lời thật lòng với các vị, mọi chuyện ở đời tốt nhất đừng nên gạn hỏi đến cùng. Hãy lão thật mà niệm Phật, hãy giống như các ông cụ bà lão ở dưới quê vậy. Tốt. Vì sao? Vì như thế chắc chắn sẽ vãng sanh thế giới Cực Lạc. Sanh đến cõi Cực Lạc rồi, cái gì cũng biết,
Đến bây giờ đừng bận tâm làm gì, hao tâm phí sức nghĩ cái này cái nọ, như thế sẽ khiến tâm mình lộn mất rồi, còn gì, đều bị ô nhiễm, không thanh tịnh. Thứ chúng ta muốn có bây giờ là tâm thanh tịnh, là tâm bình đẳng, là tâm giác, tức là thanh tịnh bình đẳng giác. Chúng ta muốn cái này, như thế thì hoàn toàn chính xác. Nếu là những cái này thì Hải Hiền Lão Hòa Thượng làm được rồi. Ngài làm sao mà có được vậy? Chỉ bởi một câu Phật hiệu. Ngồi có Phật hiệu này ra, bất cứ cái gì Ngài cũng không để trong tâm, cả ngày từ sớm đến tối an lạc vui vẻ vô cùng. Ngay cả trong thời kỳ văn hóa đại cách mạng, ngày nào Ngài cũng dùng gương mặt tươi cười để chào đón mọi người. Ngài không cảm thấy khổ sở, không thấy buồn bã. Ngài vốn trú ở chùa Phật Lai, những do văn hóa đại cách mạng, chùa chiền hoàn toàn bị đập phá hết rồi, biến thành một nơi hoang tàn, đồng không mong quạnh. Sau khi văn hóa đại cách mạng kết thúc mới cho kiến thiết lại mấy gian nhà tranh. Bây giờ chẳng qua có thêm mấy gian ngối mà thôi. Mấy khu bên cạnh vẫn là nhà tranh. Pháp sư ấn chí cũng rất khó được tuân giữ lời của Lão Hòa Thượng. Đừng sợ không có chùa, chỉ lo không có đạo. Lão thật niệm Phật, nhà tranh vách đất cũng chẳng hề gì, không hóa duyên, không dựng đạo tràng. Trước kia là đạo tràng lớn, nhưng giờ không nhất thiết phải khôi phục trở lại. Không cần thiết phải làm vậy, dựng một cái nhà tranh đó nhỏ trên cái nền đất trước kia là được rồi. Trú chúng tuân theo giáo huấn của Ấn Quang Đại Sư, không quá 20 người, người ít cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, có thể làm đến được, không cầu người ta cúng dường, mới có thể đời khởi được cái tâm tinh tấn. Thích Ca Mâu Ni Phật biểu diễn hết một đời, không cầu cúng dường, không hóa duyên. Ở đây có cái lý của nó. Xây đạo tràng quá lớn, trang hoàng hoa lệ, khiến con người khởi lên lòng tham. Điều quan trọng trong nhà Phật là tu cái gì? Chính là tu cho đoạn dứt tham sân si mạn nghi. Lòng tham không còn, tâm sân hận cũng mất, ngũ si cũng không còn, mà tâm ngạo mạn cũng không có, không có nghi ngờ. Thế coi như bạn cắm được cái gốc rồi. Đây là gốc rễ căn bản trong việc tu hành thành Phật. Nếu như năm thứ này vẫn còn, đạo nghiệp của bạn chắc chắn không bao giờ thành tựu được, chỉ có tạo nghiệp mà thôi. Vả lại thứ tạo ra toàn là ác nghiệp, ác nghiệp đều là ở tam đồ. Vì vậy đồng học, đặc biệt những đồng học đến thăm học từ đại lục, phải ghi nhớ đem những lời này của tôi truyền đi cho một số đồng học. Chúng tôi đời này không có duyên, cả đời chưa hề hỏi xin tiền ái bao giờ, cả đời cũng không xây đạo tràng. Hiện nay tôi ở Hồng Kông, trong một ngôi nhà rất nhỏ. Hai gian nhà nhỏ, có một gian cũng được 100 năm rồi, gian còn lại là 80 năm. Bên ngoài nhìn vào trông có vẻ rất đơn sơ mộc mạc, nhưng nhà cũ kỹ cũng hay, tường rất dày. Những ngôi nhà như thế giờ không còn nữa, đúng thật là đông ấm hạ mát. Tại sao? Vì nó cách nhiệt, nó giữ được hơi ấm cực kỳ tốt.
Vốn có người bảo phá bỏ nó đi, có thể xây lại cái mới. Tôi vừa xem qua thì thấy chẳng còn xây mới làm gì, xây lại rất đáng tiếc. Thời này đâu còn những loại vật liệu này, cũng không có nhân công. Vật liệu với nhân công 100 năm trước thì có. Nhà này ở rất thoải mái dễ chịu. Nhỏ có lợi của nhỏ, ở rất là an ổn. Bốn phía xung quanh đều là vườn rau. Đại khái có khoảng 6 mẫu đất. Ở Hồng Kông đã là rất hiếm hoi rồi. Người ta muốn tôi trồng hoa, nhưng tôi trồng rau chứ không trồng hoa. Trồng rau chúng tôi tự dùng cũng đủ rồi, tự cung tự cấp. Chúng tôi trồng rau không có phân bón, không có thuốc trừ sâu. Hơn nữa, nước là nước ở trên núi, nước ở trên núi chảy xuống nên chất lượng nước rất tốt, rau ăn rất ngon. Cho nên phần lớn tôi thường ăn rau sống, nhổ lên rửa sạch đi, thế là ăn sống thôi. Bây giờ người ta đem rau sống đến, tôi không dám ăn. Những rau đó khó hồng tránh khỏi có thuốc trừ sâu, có phân bón hóa học, chúng ta thì không thể không ăn được. Nên tôi ăn những thứ do mình trồng. Ở Úc tôi có một vườn rau lớn, vườn rau đó có thể cung cấp cho 1.000 người. Một pháp hội diễn ra trong 10 ngày vẫn có thể cung ứng đủ. Ở Úc đất đai rộng lớn, khu tôi sống ở Úc theo như Trung Quốc thì có hơn 170 mẫu đất, nên nó rất lớn. Trang viên của tôi bên ngoài dùng giấy thép gai bao lại, nếu đi một vòng chu vi hàng rào cũng phải mất 1 tiếng đồng hồ. Hồng Kông rất nhỏ, nhưng dẫu rất nhỏ mà lại rất dễ chịu thoải mái. Vì lẽ đó tôi không xây dựng đạo tràng, mãi không bao giờ xây đạo tràng, không làm mấy hoạt động đó. Người khác tổ chức hoạt động mời tôi đến tham dự, tôi thấy sức khỏe mình còn tốt, tôi liền đến. Còn nếu sức khỏe không ổn thì tôi không đi. Tuy nhiên như thế tốt, an phận thủ thường. Tiền cúng dường của thập phương tôi có đăng ký với chính phủ Hồng Kông, thành lập một cơ kim hội. Tiền của cơ kim hội này được dùng vào việc gì vậy? Đa nguyên văn hóa, giáo dục. Cơ kim hội là giáo dục đa nguyên văn hóa, tôi dùng vào khoản này, không làm gì khác. Người ta muốn dựng chùa, tôi không đưa tiền cho họ, quyên tiền xây chùa. Tiền đó coi như chôn xuống đất rồi, chẳng có tác dụng gì. Tiền tôi dùng phải đúng nơi đúng chỗ. Hiện nay thì làm việc gì? Là cho tiến hành đoàn kết tôn giáo. Những hoạt động do Liên Hiệp Quốc tổ chức mà không diễn ra ở nơi khác, bởi vì Liên Hiệp Quốc rất có sức ảnh hưởng, nó có thể gây ảnh hưởng đến toàn thế giới. Ở đây mà tổ chức hoạt động này thì quá tốt rồi. Có tiêu tốn nhiều tiền tôi cũng thấy đáng. Vì sao? Tổ chức ở đây mỗi quốc gia đều biết đến, có đại sứ với người đại biểu đến tham dự. Vì vậy tôi với Liên Hiệp Quốc có quan hệ mười mấy năm nay. Mối quan hệ này đến giờ vẫn luôn duy trì. Đạo lý này không thể không biết. Làm việc tốt cũng cần phải xem duyên phận. Không có duyên, bạn sẽ chẳng cách nào làm thành công. Bạn sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn. Nên Đức Phật dạy chúng ta, tùy duyên chứ không được phán duyên. Tùy duyên là có được cơ duyên ấy, vậy thì dễ làm, dễ thực hiện. Không có duyên thì không được. Quyết định không được miễn cưỡng. Những năm qua chúng tôi đã dùng hết tâm sức của mình vào một việc. Làm gì vậy? Là đoàn kết tôn giáo.
Vì sao? Xã hội hiện nay quá loạn rồi, quá nhiều thảm họa. Nếu như tôn giáo có thể đoàn kết, tai nạn sẽ được hóa giải, có thể giúp cho cái xã hội này khôi phục trở lại an định hài hòa. Đây là việc tốt. Tôi có cái duyên ấy. Vào năm 1998, năm 1999 và năm 2000, tôi trú ở Singapore. Tôi đã đoàn kết chính đại tôn giáo ở Singapore lại. Đây là một chuyện đáng mừng. Mãi đến hôm nay, chính tôn giáo Singapore vẫn như người một nhà. Cơ duyên thứ hai là tại Úc. Tôi sống ở bên Úc 13 năm. Thị trấn nhỏ thôn Cung Ba mà tôi hiện nay đang sinh sống cũng đã đoàn kết trở lại. Thị trấn này có 17 tôn giáo với khoảng 80 dân tộc, dân số khoảng 120.000 người. Bây giờ mọi người đều chí đồng đạo hợp, ai cũng đều mong muốn chúng tôi đoàn kết lại, chung sống cùng nhau giống như anh chị em vậy. Tôn giáo là một nhà, hoạt động của mỗi tôn giáo mọi người đều đến tham gia, dù cho không phải là tín đồ đi nữa, mọi tôn giáo đều đến tham dự đông đủ. Chúng tôi có tổ chức hoạt động, mọi người cũng sẽ đến chỗ của tôi, tốt, rất náo nhiệt. Chúng tôi có một nguyện vọng, chính là mong muốn làm sao cái thị trấn này có thể trở thành thành phố thị phạm đầu tiên trên thế giới. Vì sự hài hòa đa nguyên văn hóa làm thành công rồi. Cuối tuần này chúng tôi sẽ đến trụ sở UNESCO Liên Hợp Quốc ở Paris chính thức lên tiếng thông báo để cho thế giới đều biết. Chúng tôi đề ra chúng thần là một thể, cũng giống như những gì mà Hòa Thượng trong thôn Khang Long ở Nhật đã nói, người sáng tạo nên tất cả tôn giáo trên toàn thế giới đều là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài nói rất hay, là một thể, tôn giáo là một nhà, duy chỉ có con đường tôn giáo phải trở về với giáo dục. Tôn giáo học tập lẫn nhau thì mâu thuẫn giữa các tôn giáo mới có thể được hóa giải. Tôn giáo có thể mang đến sự bình yên cho xã hội, mang đến một xã hội an định hài hòa. Đấy chính là sự cống hiến chân thật nhất mà tôn giáo có thể mang lại. Đây là một việc tốt. Cơ duyên chín muồi rồi, nếu cơ duyên chưa thành thục, e rằng làm không thành công nổi. Duyên ở Singapore, bởi vì Singapore diện tích cũng nhỏ, quốc gia chỉ cỡ bằng một thành phố, quốc gia đó chính là một thành phố, nên dễ thực hiện. Nước Úc là một quốc gia rộng lớn, đất rộng, người thưa. Tôi di dân qua bên đó là bởi vì lúc đó Bộ trưởng Bộ Di dân thấy tôi ở Singapore đoàn kết tôn giáo làm khá tốt, nên ông ấy bàn mời tôi đến Úc. Để làm gì? Để đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc. Chúng tôi trong 13 năm này làm thành công rồi. Đó là phải nói đến duyên phận, không đủ duyên thì không được. Thông thường hiện nay hay nói đến điều kiện, điều kiện đầy đủ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Có người cũng mong muốn
tôi đến Nhật Bản. Nhật Bản có cơ duyên ấy không? Trước đây dường như có. Tôi đợi Pháp Sư Khai Lâm đến bên này chủ trì Tịnh Tông Học Hội ở thành phố Okayama. Không ngờ rằng nội bộ bất hòa, nội bộ bất hòa đến đã giải tán mất rồi. Chứng tỏ bên này chưa đủ duyên. Hơn nữa, duyên ở Nhật cũng chẳng dễ gì, vì tôi chỉ là thỉnh thoảng đến mà thôi, nên mọi người đều rất khách sáo. Nếu tôi thường trụ bên này, mọi người liền không có nghỉ ngay. Mọi người phải biết cái lý này. Chính vì lý do đó nên tôi vẫn không trở về Trung Quốc được. Trung Quốc có rất nhiều người đều không chào đón tôi. Vậy tôi còn có thể quay về bên đó được sao? Nhưng chúng tôi không phải đã đến mức đi vào đường cùng, ngồi ghi trời cao biển rộng mà. Những gì mà người ta không thích nhất định không làm. Lúc nào cũng mong mọi người vui vẻ. Những đạo lý làm người cơ bản này mọi người cần phải biết. Cả đời tôi không có đạo tràng, cũng không muốn xây dựng đạo tràng. Lập đạo tràng tới nào rồi cũng sẽ phiền vất cho mà xem. Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, Ngài không dựng đạo tràng. Cả đời trải qua cuộc sống, rầy đây mai đó, đi khắp nơi giáo hóa chúng sanh. Nơi nào có duyên thì đến nơi đó, khi hết duyên rồi thì nhanh chóng rời khỏi. Với những nơi đó luôn giữ được mối giao tình hòa hảo vui vẻ. Cách làm như vậy là hoàn toàn chính xác. Đời này của tôi, thổ đó thầy dạy tôi, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Sự hưởng thụ ấy là thật, không hề giả chút nào. Tôi thật sự cảm thụ được rồi, nên tôi rất biết ơn thầy. Nếu như không phải thầy chỉ cho tôi, chỉ ra con đường ấy, đời này của tôi cũng sẽ là khổ đến không nói lên lời. Làm sao mà được tự tại như vậy? Thầy dạy Phật Pháp cho tôi, trước đó tôi vốn dĩ chưa từng tiếp xúc qua, chưa hề tiếp xúc với tôn giáo nào. Thầy nói với tôi, Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Trung Quốc, nó là triết học. Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Kinh điển Đại Thừa là triết học đỉnh cao của toàn thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi cứ như vậy mà nhập môn. Bước vào rồi, tôi lại gặp được Chương Gia Đại Sư. Đó là duyên phận. Tôi theo Ngài 3 năm. Nền tảng Phật học của tôi là do Ngài đặt định cho. Ngài khuyên tôi xuất gia. Câu sau cùng Ngài nói với tôi chính là học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi xuất gia thì làm thế nào? Thích Ca Mâu Ni Phật làm thế nào? Chúng ta làm theo thế ấy. Thích Ca Như Lai là tấm gương của chúng ta. Cả đời Phật Thích Ca đều là dạy học. Các đồng học ở đại lục phải nhớ kỹ một câu này. Cả đời tôi không bao giờ đi hóa duyên. Lớn tuổi rồi, giờ đây chỉ có một lòng khẩn thiết cầu sanh tịnh độ. Không muốn làm mấy chuyện đó nữa. Mọi thứ đều tùy duyên. Tôi cũng không bao giờ trở về Trung Quốc đại lục. Không bao giờ về đó. Vì sao vậy? Về đó đông người quá. Tôi còn nhớ có một lần tôi đến Tây Hồ Hàng Châu.
tôi đi bộ ở Tô Đê. Lúc đó có khoảng mười mấy người đi theo tôi. Kết quả đi được đại khái chưa đến nửa tiếng đồng hồ, ngoái đầu nhìn lại có đến mấy trăm người. Thật dễ sợ làm sao. Còn có một lần nữa ở Dương Châu cũng giống như vậy đó. Ở Hàng Châu có một vị cư sĩ mời tôi dùng cơm ở chùa Đại Minh. Chuyện đó đâu có ai biết. Vậy mà lúc ăn cơm xong bước ra, bên ngoài có hơn 2.000 người đứng chờ. Quá phiền phức rồi. Thế nên sống ở Bắc Kinh không thể ở trong khách sạn được. Nghỉ ở khách sạn, phút chốc mà người ta biết được thì khách đến chật cứng cả khách sạn. Họ đến nhìn tôi thế nào, thế rồi đóng đô ở khách sạn luôn. Do đó gây ra rất nhiều bất tiện. Vì sao nhiều lần đến Bắc Kinh tôi đều ở đảo Điếu Ngư. Đảo Điếu Ngư có cảnh sát canh giữ, bạn không thể vào được. Nên tôi cũng mong mọi người bỏ qua. Chúng ta học tập cùng nhau đều trên truyền hình hay trên mạng internet. Bây giờ theo dõi rất tiện lợi, điện thoại cũng có thể xem được. Bởi vậy chúng ta cùng nhau học Phật, có khóa học kỹ thuật hỗ trợ rất tiện lợi, không cần đến mấy kiểu hình thức này. Về mặt hình thức chúng ta hãy bỏ đi vậy, mong rằng đồng tu đại lục có thể lượng thứ cho. Tôi đều biết ơn đến các đồng tu đại lục, không những tấm lòng yêu thương của mọi người, mà ngay cả những người phản đối theo dõi sinh sự hay những người hủy bán, tôi đều cảm ơn hết. Tôi cảm thấy mọi người đối với tôi đều mang lại những lợi ích thiết thực, chân thật làm đến được công đức hộ trì. Nhất là quyển sách này. Quyển sách này chính là ghi chép về cuộc đời tôi, viết rất tỉ mỉ. Nên chúng ta nhất định phải biết, ai cũng có quá khứ, hiện tại, tương lai. Nếu không có đời quá khứ, vậy thì những quả báo mà chúng ta gặp phải trong đời này liền nói chẳng thông rồi. Những gì mà chúng ta lãnh trong kiếp này có một phần là do những gì chúng ta đã tạo ở kiếp trước, một phần cộng thêm những gì chúng ta gây ra trong kiếp này, đó đều là nghiệp. Nếu chúng ta không tạo nghiệp thế thì cũng không còn đủ thứ khổ vui trên đời nữa. Tạo nghiệp thiện sẽ có quả vui, gây nghiệp ác, ác phải chịu khổ. Bởi thế cả thiện lẫn ác đều chẳng nên tạo. Như thế thanh tịnh sẽ xuất hiện, tâm thanh tịnh hiện tiền. Nói vậy phải chăng chúng ta dẫu thiện hay ác cũng đều không làm? Nếu như thiện ác đều không làm cũng không phải là xấu, nhưng bạn vẫn là không thể thoát khỏi sáu nẻo luân hồi. Vậy phải làm sao? Phải đoạn ác tu thiện. Đoạn ác, không chấp cái tướng đoạn ác. Làm xong rồi thì coi như không việc gì, đừng để trong lòng. Làm thiện cũng đừng để những việc thiện mà mình đã làm trong tâm, thế thì đúng rồi. Hãy để trong tâm trống không, không một vật. Để tâm trống không không chứa cái gì hết thật chẳng dễ gì làm được. Bạn làm không được vẫn sẽ khởi vọng tưởng như thường, thế phải làm sao? Tịnh tông chỉ cho bạn một cách, đem ý niệm đổi thành A Di Đà Phật. Trong tâm chỉ có mỗi A Di Đà Phật thôi. A Di Đà Phật ở trong tâm, ngoài A Di Đà Phật ra những thứ khác đều bỏ hết. Trong tâm thanh tịnh chỉ có mỗi A Di Đà Phật. Làm như vậy bảo đảm bạn đều vãng sanh thế giới cực lạc. Vãng sanh thế giới cực lạc, sau đó buông bỏ cả A Di Đà Phật ở trong tâm luôn thì đúng rồi. Thế thì không hề sai chút nào. Vì thế mỗi một người trong cuộc đời này phải gánh chịu những kết quả khác nhau, tự làm tự chịu. Hiểu được cái sự thật này, tuyệt không oán trời trách người. Chúng ta hôm nay dù có hứng chịu bất cứ điều gì cũng đều vui vẻ chấp nhận,
không còn oán trời trách người. Tốt. Trong số quý vị có rất nhiều đồng học từ bên đại lục qua đây. Đồng học đến từ đại lục đều biết tôi không thể trở về Trung Quốc được. Vì sao vậy? Vì ở đại lục có rất nhiều pháp sư xuất gia không muốn tôi trở về. Người chỉ trích tôi rất nhiều, người hủy ban cũng rất nhiều. Chuyện đó có tốt không? Tốt. Tôi đều cảm ơn họ. Vì sao? Quyển sách hoàn thành rồi. Mọi chuyện trên thế gian này chẳng có chuyện gì là xấu tuyệt đối. Nếu không có ai hủy bán thì làm sao quyển sách này ra đời được? Sách này nhằm để làm gì? Quyển sách này là do một pháp sư trẻ tuổi bên đại lục làm để minh oan thay cho tôi. Viết thật rất hay. Quyển này tự như truyện ký về tôi vậy. Thầy ấy dùng hết mười mấy năm sưu tập tài liệu để viết thành một bộ sách hay như vậy. Tôi xem rồi vô cùng cảm động. Bạn xem, nếu như không có những pháp sư đại lục phản đối này thì cũng không có thể có quyển sách này được. Quyển sách này ra đời thật có giá trị. Mai này tôi mất rồi, cái gì cũng không có, chỉ để lại mỗi quyển sách này. Như thế thôi, tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Nên chuyện ở đời chẳng có thiện hay ác nào mang tính tuyệt đối cả. Cũng chẳng có đúng sai tuyệt đối. Không có. Nên dùng một cái tâm bình thường mà nhìn nhận mọi việc. Nên tôi đối với những người này đều biết ơn họ. Bạn xem, viết ra được một quyển sách hay như vậy để tôi thấy được. Trong này có rất nhiều chuyện mà 2/3 trong số đó tôi đều quên hết rồi. Xem thấy quyển sách này, thầy ấy sưu tập nhiều tư liệu hay quá. Không biết thầy ấy lấy từ đâu mà được hoàn chỉnh như vậy. Thật quá hiếm có. Tôi càng xem càng hoan hỷ, càng xem càng biết ơn. Những người đã hỷ bán chứng ngại tôi công đức rất lớn. Nhờ đó nên mới có quyển sách này. Bởi vậy, hiểu được chân tướng sự thật, quyết định không bao giờ oán trời trách người, tâm tình lúc nào cũng bình lặng, biết đường đạo lý nhân quả, báo ứng, ta càng phải tu cái nhân vãng sanh thế giới cực lạc, đem toàn bộ tinh thần dồn hết vào đó. Đời sau liền có thể nhận được quả báo. Đời này cuộc sống là do chịu sự chi phối của nghiệp lực. Muốn làm chuyện tốt đều bị má chứng chứng ngại. Sanh đến Tây Phương được ói thần của Phật gia trì sẽ không có bất kỳ cản trở nào. Vì thế chúng ta nhất tâm nhất ý nghĩ về Tây Phương thế giới cực lạc, chẳng nghĩ gì khác. Tuổi tác tôi nay đã lớn như vậy rồi. Hiện nay trên quốc tế còn rất nhiều việc cần tôi tham gia. Đó đều là mối duyên kết được 20 năm trước. Nếu tôi không đi thì những hoạt động đó sẽ không thể tổ chức thành công được. Nên chỉ còn cách đành phải đi một chuyến thôi. Mong sao những việc này đều làm được viên mãn, sẽ có ích trong việc đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết quốc gia, hóa giải xung đột, hóa giải tai nạn, xúc tiến an định hài hòa. Đây là một việc tốt. Nếu còn khỏe, tôi còn có thể chạy tới chạy lui. Vậy thì những hoạt động này không thể không đi được.
Còn Liên Hiệp Quốc tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi phải đi. Sang năm tôi phải tìm người đi thay mình, tìm người tiếp quản đi thay tôi. Không được để đoạn mất cái duyên này. Cái duyên này chẳng dễ gì mới gây dựng được. Cái duyên này rất thù thắng. Chân tướng đích thật nhất chính là chẳng có cái gì hết. Nhưng bạn cứ để nó trong lòng hoài, thế coi như sai rồi. Bạn chẳng để tâm thì chẳng việc gì. Hạng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, cuộc sống sẽ rất an lạc vui vẻ. Những người làm chuyện sai rồi nhưng lại hết sức cố chấp, có khuyên cũng chẳng ích gì, cứng mặt họ đi. Tạo nghiệp thì phải chịu báo, chúng ta ở bên cạnh thấy rất rõ. Bản thân người ta mê hoặc điên đảo, đến một ngày nào đó chịu khổ nhiều rồi, tự nhiên sẽ muốn quay đầu lại thôi. Đến lúc đó đến tìm bạn, bạn hãy nói với họ. Tại sao? Vì lúc đó họ nghe mới lột tai, họ chưa tìm đến bạn. Lời của bạn họ sẽ không tin, vì họ cho rằng mình làm như vậy là đúng. Bởi vậy cứ tùy họ đi, mọi việc cứ mặc họ muốn làm gì thì thích. Tà kiến là kiến giải sai lầm. Tổng cộng có 88 phẩm, nếu đoạn sạch sẽ rồi mới có thể chứng được tiểu quả sơ thừa Tu Đà Hoàn. Coi như đang ở lớp 1, vẫn chưa ra khỏi tam giới. Phải tái trở lại. Tái nghĩa là phải quay lại, còn phải sanh tới sanh lui giữa cõi người với cõi trời những 7 lần nữa mới chứng được quả A-la-hán, ra khỏi tam giới. Bạn cứ ngẫm nghĩ mà xem, thật chẳng dễ chút nào. Nếu như còn không biết rõ tình hình, chúng ta sẽ đưa ra một quyết định sai lầm, để cả đời mình rơi vào chốn lầm lạc. Chính là việc bạn chọn lựa pháp môn. Chọn pháp môn rất quan trọng. Lỡ chọn sai rồi thì biết lấy gì làm tiêu chuẩn đây? Dù việc có thể ra khỏi sáu nẻo luân hồi làm tiêu chuẩn, không thoát được sáu nẻo luân hồi, sự thật là chỉ có tịnh tông, dùng tín nguyện niệm Phật là có thể vượt khỏi sáu nẻo, thoát khỏi luân hồi. Đó là sự thật. Trước kia tôi dạy cho mọi người đều là dùng một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Hiện đây có hai ví dụ rất tốt. Một là Hải Hiền Lão Hòa Thượng đã chứng minh cho chúng ta nhậm tăng trưởng, tính tâm với nguyện tâm của chúng ta rất khó được. Nếu như vẫn còn nghi hoặc, thì cụ Hoàng Niệm từ bi đến tột bậc, vào những năm cuối đời trước lúc vãng sanh, dù bệnh nặng vậy mà vẫn hoàn thành một bộ trước tác là Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm. Quyển sách này đã làm ra rồi. Đây là do lão nhân gia ngài giảng, không có chữ, nên sau khi ngài vãng sanh, rất nhiều người từ băng video đem nó viết ra thành chữ, viết rất nhiều phiên bản, tức là có rất nhiều bản sách. Có một số chỗ lời ngài nói không dễ hiểu cho lắm, nhất là ngài đã lớn tuổi rồi, tiếng có vẻ trầm, nghe không được rõ cho lắm. Nhưng đây đều là những lời rất quan trọng, nên các đồng học dùng khoảng 5-6 năm
nghe tới nghe lui còn trên 100 lần. Nghe đi nghe lại những nơi tiếng không rõ, không hiểu lắm, nghe lại khoảng 100 lần, cuối cùng viết ra được rồi. Hiện đây đã hoàn thành được một bản, chúng tôi cho in ra rồi. Thật là hiếm có. Trong quyển sách này, những chỗ chúng ta có sự nghi vấn đối với tịnh độ, Ngài đều giảng giải hết cho bạn. Có thể nói rằng bộ này chính là báo cáo tâm đắc cuối cùng của lão cư sĩ trong việc cả đời học Phật, niệm Phật của Ngài. Cực kỳ có giá trị, giá trị không hề thua kém Kinh Vô Lượng Thọ chút nào. Nếu chúng ta có nghi vấn đối với tịnh tông, bạn hãy xem thử đi, xem cái đĩa này. Cái đĩa này là chúng tôi cho thu âm. Bộ sách này từ đầu đến cuối cỡ khoảng 9 tiếng đồng hồ. Nghĩa là đọc từ đầu đến cuối thì mất khoảng 9 giờ. Mỗi ngày nếu bạn không có nhiều thời gian như vậy, thế thì mỗi ngày cắt ra học từng đoạn, học 1 tiếng đồng hồ thôi, 9 ngày là học xong rồi. Rất hiếm có. Đây là do chúng sanh có phước gặp được một người thiện tri thức như vậy. Cụ niệm tổ từ bi đến cùng tổ. Tôi nhiều lần gặp Ngài. Chúng tôi quen nhau ở Mỹ. Sau khi quen biết, mỗi năm chúng tôi ít nhất đều gặp nhau khoảng 3 đến 4 lần. Ngài ra nước ngoài không tiện, nhưng khi cả hai đều ở Trung Quốc thì rất tiện. Năm chí ít tôi sẽ đến thăm Ngài 3 lần, có khi 4 lần. Tôi đặc biệt đến thăm Ngài. Đại thiện trí thức ra đi hết rồi, hiện giờ không tìm thấy nữa. Nhưng cũng may, lời lẽ với hình ảnh Ngài vẫn còn đó. Chúng ta dùng kỹ thuật đem thu nó lại nên vẫn bảo giữ được đến bây giờ. Giờ mở ra xem, như đang ngồi cùng nhau trò chuyện vậy. Đặc biệt là bộ sách này đã mất bao năm, tốn biết bao nhiêu là tinh thần và sức lực, nghe khoảng 200-300 lần mới có thể nghe hiểu được lời của Ngài, rồi đem chỉnh lý thành sách. Đồng học tu tập pháp môn tịnh độ không thể không đọc bộ sách này được. Nếu không đọc quyển này vậy thì khó rồi. Nếu bạn là người thật tín, thật nguyện, lão thật niệm Phật, thế không thành vấn đề. Nhưng nếu bạn vẫn còn hoài nghi, cái nghi hoặc ấy mà không chịu phá trừ, đối với bạn sẽ thành chướng ngại. Có khả năng đến lúc bạn vãng sanh sẽ đi không được, nhất định phải đoạn nghi sanh tính. Lần này đến bên đây, tôi đều có mang theo 2 bộ này. Các đồng học nhất định phải nghiêm túc mà học tập đấy. Cổ đại đức Tịnh Tông có một câu nói rất hay: tâm tịnh ắt cõi Phật tịnh. Người tu tịnh độ phải hết sức chú trọng về mặt tâm tinh tịnh, bởi vì tâm tịnh thì cõi Phật sẽ tịnh. Suy đi ngẫm lại, những người sinh sống trên trái đất này hiện nay tâm họ có thanh tịnh không? Nếu so với 10 năm trước, người của 10 năm về trước, tâm của họ thanh tịnh hơn so với bây giờ. Nếu lùi thêm 10 năm nữa, người của 20 năm trước, người của 20 năm về trước, tâm của họ thanh tịnh hơn so với người của 10 năm sau. Qua đó chúng ta liền hiểu được người xã hội bây giờ đang trượt dốc,
và mức độ lao dốc này rất nhanh, độ chênh lệch ngày càng tăng lên. Sự chênh lệch này sẽ dẫn tới việc thân tâm của chúng ta không khỏe bằng. Người của 10 năm về trước đều là các cụ 90 tuổi như nhau. Những đầu óc người thổ đó vẫn còn bính mẫn, thân thể linh hoạt. Còn người 90 tuổi bây giờ không thể sánh đổi với người 90 tuổi của 10 năm trước. Đây là điều mà chúng tôi từ trong giáo dục Phật Đà thể nghiệm ra được. Phật nói với chúng ta, cơ thể con người có thể già nhưng không có suy, có thể làm được việc đó chứ không phải làm không tới được. Có thể duy trì cả đời này không đau bệnh, có thể làm được chuyện đó. Chỉ cần bạn chịu làm. Làm như thế nào? Tâm địa thanh tịnh, lương thiện, bạn liền có thể giữ cho cơ thể của mình già nhưng không suy. Sanh lão bệnh tử trong tám khổ, đã là người thì không thể nào tránh khỏi. Nhưng một người tu hành chân chính, nhớ kỹ, tu hành ý nghĩa của hai chữ này. Hành là hành vi, khởi tâm động niệm là hành vi của ý nghiệp. Chúng ta nói ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Khởi tâm động niệm thuộc về hành vi của ý nghiệp. Nếu khởi tâm động niệm thanh tịnh, đây là cái gốc căn bản nhất trong ba nghiệp. Gốc của ba nghiệp thân khẩu ý, ý là cái gốc nền tảng nhất, tức là ý niệm. Ý niệm phải thiện, chẳng những phải thiện mà còn phải thanh tịnh. Thế nào là thanh tịnh? Nghĩ là trong tâm không có tạp niệm, không có vọng tưởng, đó là thanh tịnh. Có vọng tưởng, có tạp niệm, thế thì không còn tâm thanh tịnh. Tâm trở nên ô nhiễm mất rồi. Tâm ô nhiễm, dẫn đến ngôn hành không chuẩn mực, sẽ chiêu cảm tai nạn ập đến. Tai nạn của một con người là bệnh khổ. Còn tai nạn cùng nhau gánh chịu, đó là nghiệp báo. Vì sao? Vì sinh sống ở khu vực này, người trái đất hiện thời tâm hành bất thiện. Làm những chuyện tự tư tự lợi, tổn người lợi mình. Vì sao mọi người trở nên như vậy? Đó cũng là do giáo dục mà ra. Cái xã hội bây giờ thành ra nóng nổi này cũng là do dạy mà ra. Ai dạy vậy?
trong gia đình không ai quản giáo. Thời xưa trách nhiệm giáo dục thuộc về người phụ nữ. Nên Trung Quốc từ xưa đến nay dạy dỗ con gái còn quan trọng hơn dạy con trai. Tại sao thế? Bởi vì người nữ gánh trách nhiệm giáo dục, con trai chỉ chịu trách nhiệm về mặt kinh tế nuôi sống gia đình. Họ ở bên ngoài kiếm tiền, việc sanh con cái và giáo dục đời sau hoàn toàn dựa vào người phụ nữ. Bởi thế trách nhiệm của người mẹ rất lớn, nên người mẹ rất được mọi người tôn trọng. Đạo lý là thế. Họ có thể dạy con trẻ trở thành thánh nhân, thành hiền nhân, thành quân tử. Bạn xem, mẹ của Mạnh Tử, Khổng Tử. Khổng Tử lúc còn nhỏ như thế nào vậy? Mẹ ông đã dạy ông ra sao? Mẹ ông quả thật đã tận hết trách nhiệm của mình, nên con cái có thể trở thành thánh thành hiền. Phật Bồ Tát cũng là vậy mà ra. Không thể không biết cái lý này được. Hiện nay gia đình không chịu dạy nữa rồi. Cha mẹ sinh con nhưng không có dạy dỗ chúng, trường học cũng không dạy, xã hội cũng không dạy, quốc gia cũng không dạy. Hiện nay giáo dục đều để cho các phương tiện truyền thống thay thế. Mọi người cứ nghĩ mà xem, trẻ con vừa mở mắt ra là đã xem truyền hình. Truyền hình diễn cái gì đều thấm hết vào đầu óc của chúng. Mạng Internet, bạn hãy quan sát kỹ càng những người xung quanh xem, nhất là những nơi có đông đảo quần chúng. Bạn hãy quan sát thật cẩn thận những người đó đang làm cái gì. Đều đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, toàn bộ tinh thần đều chăm chú vào đó. Họ quả thật rất chú tâm học, thật rất dụng công. Mọi lúc mọi nơi đều không lìa điện thoại. Học thứ gì vậy? Là sát đạo dâm vọng. Toàn bộ là mặt xấu thôi, chẳng hề xem những thứ mang tính giáo dục, chẳng nghe nói, chẳng tiếp xúc qua. Nhân sinh quan của họ toàn chịu ảnh hưởng bởi những thứ này, cho rằng những gì họ xem đều dạy cho con người những cái tốt đẹp. Đến tà mới chánh đảo lộn hết cả rồi. Nói đến hiếu thân tôn sư thì họ nói đó là những thứ của thời đại phong kiến. Thời đó qua rồi, đó là lạc hậu. Ngày nay nghe mấy lời kiểu đó nhiều lắm. Họ là phần tử tiến bộ, đi trước thời đại. Đương nhiên thời đại này sẽ phản ứng lại. Không phải không phản ứng, phản ứng chính là động loạn, xã hội động loạn, khiến cho trái đất đầy tai nạn trùng trùng. Đức Phật trong kinh nói rất hay, Phật bảo tham sân si mạng nghi, đây gọi là ngũ độc. Cũng chính là tâm thái vô cùng bất thiện. Tâm tham, chỉ cần là tham, tham lam không chán. Bất kể là tham tài, tham danh hay tham sắc, thậm chí là người học Phật tham Phật pháp, họ dùng tâm thế nào đi học Phật vậy? Dùng tâm tham đi học Phật. Dẫn hương thì muốn mình phải là người đốt được nén hương đầu tiên, cho rằng như thế sẽ phát tài, đó là mê tín. Đối với chánh pháp, họ không có phước,
không có cơ hội nghe được. Đến không biết đến nhân quả, cứ ngỡ mình rất thông minh, có thể lừa được người khác. Tưởng mình rất nhạy bén linh hoạt, không biết rằng bây giờ trước mắt có được một chút lợi nhỏ, nhưng sau này khi chết đi rồi họ sẽ có phần nơi tam đồ địa ngục, quá đáng sợ rồi. Người thật sự hiểu được chân tướng sự thật, quyết định không dám làm. Con người nên thật thà, nên trung hậu. Nếu mọi người sinh sống nơi khu vực này đều có thể giữ được cái tâm lương thiện, làm việc tốt, nơi ấy không bao giờ có tai nạn. Bởi vậy tai nạn là do tất cả những thứ bất thiện chiếu cảm nên. Tâm tham cảm lấy thị tai, sóng thần, nước biển dâng lên, đây là điều thuộc về tham. Tâm sân hận thì chiếu cảm hỏa tai, đuổi lửa bùng phát, nhiệt độ trái đất tăng cao. Rất nhiều nơi xảy ra tình trạng hạn hán nghiêm trọng, đó đều là thuộc về hỏa tai. Ngũ si chiếu cảm phong tai, gió lốc ở khu vực Đông Á thường hay nghe nói có bão với lốc vòi rồng, đó là gió ngũ si mà ra. Ngạo mạn chứ cảm địa chấn, lúc nào cũng cho mình là đúng, không biết khiêm tốn, không biết cung kính người khác, nên mang đến thảm họa. Còn một loại nữa là hoài nghi, chẳng tin vào bất cứ thứ gì, thường hay ôm lòng ngờ vực, nghi ngờ người, nghi ngờ vật, nghi ngờ hết thảy mọi thứ. Thảm họa mà nghi ngờ mang đến là núi lửa đất sụp, núi non sạt lở, đất đai tự nhiên sụp xuống. Tình trạng này gần đây chúng ta cũng đã nhìn thấy rất nhiều báo cáo đưa ra, nhưng không biết được nguyên nhân của chuyện này là gì. Đất đai bỗng nhiên sụp xuống, Phật trong kinh có nói tham sân si mạn nghi sẽ mang đến thảm họa. Nếu chúng ta chăm chỉ nỗ lực học Phật, có thể buông bỏ hết năm loại tâm thái bất thiện này: không tham, không sân, không si, không ngạo mạn, không hoài nghi, thì hoàn cảnh sống của chúng ta sẽ là mưa thuận gió hòa, không có tai nạn. Điều đó phải xem công phu tu hành của bạn đến đâu, xem công phu của bạn có thể che phủ được diện tích bao lớn. Chỉ ít người xưa có nói, người thật dụng công mới có một chút công phu thôi, không phải nhiều nhặn gì đã có thể ảnh hưởng được khu vực rộng 15 km, tức là nơi mà chúng ta đang sống ấy, trong vành đai 15 km sẽ không có tai nạn. Nếu như công phu được sâu hơn thì có thể ảnh hưởng đến 50 km, 100 km, thậm chí là 150 km nữa là đằng khác. Sức ảnh hưởng này cũng xem là lớn rồi. Người tu hành chân chính
là báo vật ở nơi đó. Liệu có được người tu hành như thế chăng? Có. Vẫn thường có người tu hành như vậy, bạn không biết tôn trọng họ, họ cũng chẳng cần bạn tôn trọng đâu. Chúng ta thấy những vùng sâu, vùng xa, ở dưới quê, những nơi nghèo nàn, chùa nhỏ, đạo tràng nhỏ, tôi thường hỏi họ, những đạo tràng nhỏ này của mọi người xung quanh đây có các ông già bà cả niệm Phật không? Nhìn có vẻ ngây ngô chất phác ấy, họ chỉ biết một câu Phật hiệu thôi. Ngoài một câu Phật hiệu ra, hỏi họ cái gì họ cũng không biết. Người như vậy hơn một nửa đều không được đi học, cũng không có trình độ văn hóa, chỉ biết mỗi một câu A Di Đà Phật thôi, cả ngày từ sớm đến tối, chẳng rời Phật hiệu. Người như vậy là ai vậy? Là Bồ Tát đó. Họ đang nghiêm túc làm ra tấm gương tu học để chúng ta thấy. Nếu các vùng lân cận đạo tràng có được cỡ hai ba người như thế, quý hóa quá. Người khác chẳng biết tôn kính, những người xuất gia như chúng ta hiểu được, phải tôn kính họ, phải lịch sự lễ phép với những người đó, phải tán thán, thậm chí là còn chăm sóc cho họ nữa. Đó đúng thật là tu phước.